Xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, hiểu rõ chứng kiến nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo điều trị ngoại trú tốn nhiều sức lực, thời gian, tiền bạc khi phải thường xuyên di chuyển ngược xuôi từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh tái khám. Cặp vợ chồng bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt nhà lưu trú không đồng cho bệnh nhân nghèo. Căn nhà nằm tại số 340/10 đường Long Phước, phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gồm một trệt, một lầu với tổng diện tích gần 300 m², được chia thành 5 phòng ngủ tập thể, một bếp ăn, sân vườn và bể cá, có quy mô sức chứa khoảng 50 bệnh nhân. Công trình do gia đình bác sĩ Lê Thanh Nga, trưởng nhóm y bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo xây dựng với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Cái lý do đơn giản là mình là một bác sĩ làm ở trong bệnh viện, thì mình gặp quá nhiều cái cảnh mà bệnh nhân ở tỉnh xa về mà không có nơi lưu trú, vì bệnh nhân không phải là bệnh nhân nào đến cũng được nhập viện ở lại. Cũng có bệnh viện, cũng có một số bệnh nhân như là chạy vào hóa chất thì người ta chỉ là vào xong rồi về, nhưng mà cái thời gian đó thì người ta về xong người ta đi xuống thì xa, người ta không có điều kiện mua tiền vé xe đi lại á. Thì mình cũng đang kêu gọi một số là có tiền vé xe đi lại, nhưng mà đa số bệnh nhân người ta bệnh, người ta yếu, người ta không muốn đi lại nhiều, thì mình làm một cái nhà lưu trú này để cho bà con giảm bớt một cái phần lo lắng và đi lại. Người nghèo quý quá làm gì nữa, người nghèo lấy tiền đâu mà chữa bệnh. Nếu gặp bệnh hiểm nghèo như chú chẳng hạn, bây giờ cứ 21 ngày là một liệu trình hết 120 triệu, lấy đâu ra tiền bán cả nhà đi chứ, những cái bệnh hiểm nghèo ấy. Thế còn những cái bệnh bình thường ấy thì ví dụ như là ông bị mắt này, ông bị sái tay này, ông bị ấy thì có thể là nó không có gì ghê gớm lắm. Thế nhưng mà có những người khổ lắm cháu ơi, có những người tai biến đi lại cũng đi nổi đấy, đi lại chân tay nó cứ lạc lè thì cần phải có những cái chỗ ở ổn định đấy, ở đấy bác sĩ làm xong rồi cái chỗ cái phòng ngoài này thì mai kia là làm cái nơi chữa bệnh luôn ở tại cái cơ sở này luôn. Và bác sĩ ngoài cái chữa bệnh ra thì còn dạy cho bệnh nhân cách dạy ngồi thiền này, rồi cách tự bấm huyệt, tự chăm sóc sức khỏe cho mình những lúc bác sĩ không ở đây. Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 km, đây là nơi lý tưởng với không gian thoáng mát và yên tĩnh để bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có thể nghỉ ngơi. Việc kết nối giao thông đi lại của người bệnh cũng rất thuận tiện. Bệnh nhân từ bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2, bệnh viện Lê Văn Thịnh, bệnh viện Lê Văn Việt về đây chỉ tốn 6.000 đồng một lượt xe buýt khi di chuyển theo chuyến 88 hoặc 76. Ngoài ra, nhóm y bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo cũng có xe cứu thương không đồng, luôn sẵn lòng hỗ trợ đưa đón bệnh nhân trong mọi trường hợp. Không chỉ hỗ trợ chốn ăn giấc ngủ, vợ chồng lương y còn thăm khám, phát thuốc điều trị tận tâm cho tất cả các bệnh nhân khi về điều trị tại đây.